chai bánh mì ở đâu rồi xem quá. Tắm đi con. Tắm đi. Như con sư tử luôn, đầu người mặt mũi như con sư tử anh. Ai đang tắm hai con đàn mối này, ai đùa nhau. Tắm đi bánh mì. Tợm không anh, bộ nó năm nay nở ra nhìn tợm thật, như sư tử luôn anh. Chưa năm nào nhìn đầu bộ hình năm nay nở ra nhìn kinh như năm nay anh em. Năm nay cái đầu nó nở ra, nó nở cái đầu nó to như ngang cái người luôn. Đổi thư ban sớm luôn được anh, đổi thư sớm luôn để nó quen cám anh ạ, nó xuống lông cho dễ. Quen cám luôn, ngấm cốt luôn. Hôm nay bộ đầu có gì tận ghê không? Đầu họng. Đầu họng. Kinh thật. Đuôi xếp tầng. Hello Việt Hùng nhá. Hello Xuân Ân nhá. Hôm nay được hôm chủ nhật nghỉ ngơi ở nhà tắm chim ngắm bọng cho mấy đứa con trai anh em ạ. Ngồi thiện thể ngắm nó một tí. Nhớ quá. Em cho nhìn cận cảnh bánh mì. Chim mà bị đứng lông anh cho anh xả cám, anh cắt cám khoảng tầm 4 đến 5 ngày. Cắt cám cho ăn trái cây với mồi tươi thôi, anh đẩy dế nhiều mạnh lên, anh đẩy mạnh dế lên. Anh đẩy mạnh dế lên, con chim nó thiếu lực nó không chịu chút ấy. Một là nó thiếu lực nó xả cốt nó không chịu chút. Một là trường hợp nó bị thiếu lực ấy. Nó xả cốt nó không chịu chút thì bơm dế mạnh vào ấy, thì nó chút nhanh. Kèm theo anh dùng thêm cái super thanh lọc đào thải ra. Hai trường hợp thứ hai là con chim được lửa trở lại. Trường hợp được lửa trở lại là anh cắt cám để ngưng cốt nó 5 ngày và sử dụng super thanh lọc cho nó mát mẻ con chim lại, con chim nó chút.
Nhà nhiều chim, chim nó hót loạn cả nhà lên đi. Anh cũng không nuôi con rung cánh bao giờ nên là u khó lắm em ạ. Cái đầu mặt của anh gì năm nay kinh quá anh em. Hôm nay phải nói đầu mặt quá quá kinh khủng. Nhìn ba trợn. Tắm rửa đi rồi vào nằm. Ra lông ra lá nốt coi. Chị tớ làm chiến. Vừa rồi nó vừa xóa một đợt nữa. Xóa kinh khủng luôn em. Xóa phải một mạ lông mình. Một lông lông mình luôn. Mới bơm nó lên lại xong. Muốn mua super thanh lọc ở Đà Lạt à, anh muốn mua thanh lọc thì anh ở Đà Lạt có Trần Hào này, có anh Kim Kim Trần Kinh có thanh lọc nha. Ở bên đó có thanh lọc. Nóng quá anh em ạ. Miền Bắc mà nóng quá. Mùa này mà nóng quá nóng. Nóng không chịu nổi luôn anh. Mấy hôm trời thời tiết này tại sao mà hay đứng lòng em biết sao, nó mưa không ra mưa mà nó nắng không ra nắng. Trưa nó nắng nóng nó rực con chim lên. Làm chim nó hót rất là nhiều. Chim nó hót nó rực lở lên lại nó đứng lông lại. Mà không thanh lọc hết đi là nó không làm mát hết toàn bộ đi. Em chào anh Dấp, anh Thành nhá. Không làm mát tụi nó đi ấy là rất dễ chim nó giật lên. Đêm thì có hôm mưa như chút. Chim nó chuẩn bị bở lông ra, chuẩn bị chút xuống ngay bắt đầu lại nắng ngược lên lại. Chim lại co nào. Tắm rửa nhiều lên anh em, bơm mồi mạnh lên cho con chim nó có lực, nó tự tin nó rớt. Thời kỳ đầu cũng nên bơm mồi nhiều đấy anh em, đặc biệt dế chứng kiến cào cào bơm cho đực lên. Chim bị đứng lông mình cũng có chia sẻ anh em đấy là cắt cám. Anh em cắt cám 5 đến 6 hôm xong anh em bơm trái cây vào, đẩy dế mạnh vào, dế riếc đẩy cho ăn mạnh vào. Xong anh em dùng thêm cái super thanh lọc của mình hàng ngày nữa. Con chim mà nó rớt lửa hẳn đi, nó tập trung nó rất lông. Chim bị đứng lông xử lý, chim bị suy thì mua cái năng lượng xanh của mình ấy cho chim uống. 15-20 ngày nó ổn định lại. Thứ nhất là những con chim bị suy này, những con chim suy này, những con mới đổi chủ xong mới mua về anh em đổi chủ đấy anh em. Đổi chủ nó hơi stress đấy, mấy con stress. Là anh em chủ động anh em cho uống cái năng lượng xanh vào, nó giảm stress, cung cấp bù các vitamin mới. Thời điểm chim bị stress và ăn uống rất ít. Em cảm ơn anh Phan Ca nha. Thời điểm chim mà bị stress là nó ăn uống rất là ít anh em. Vừa ăn uống ít rồi nó lại kèm theo cả sao nữa anh em, lại còn hơn cả stress nữa. Con chim nó xuống phong độ rất là nhanh. Nuôi chim phong độ cái không gian, thời gian và cái thời gian chăm hàng ngày đều tay nó rất là quan trọng. Chăm đều tay là đúng giờ đúng giấc ấy. Bữa nào cũng tầm nó cự đó cho ăn cho uống hàng đều ấy, làm con chim nó thích mình, nó muốn mình đến cho ăn tầm đó, chứ không phải là hôm được hôm cái đâu em. Đều tay ở đây là đều tay quy tắc không phá vỡ luôn anh em, có nghĩa là một tuần thì có thể bận việc quá thì phá vỡ quy tắc một lần ấy, nhưng mà không được phép phá vỡ quy tắc hai lần, không được đấy, thay đổi đột ngột nhiều thứ. Nuôi con chim mới thành tài được, không gian nuôi ổn định, giờ đất nuôi chăm rõ ràng. Thời điểm vừa qua chia sẻ anh em là mình cũng bận công việc công ty của mình, chăm đàn chim cũng đang hơi có sự lo lắng, nên đợt tới này cũng quay trở lại một tí. Mọi hôm giờ giấc cho ăn nó hơi chênh lệch một tí, bây giờ
đang cố gắng làm sao mà nó thu xếp hết công việc, thời gian dành thời gian sức khỏe, thời gian nó chìm cò. Năm tới còn đua nhau với là các giải đấu trường lớn, năm tới rất nhiều giải đấu trường lớn anh em. Là mình cũng đã và đang rất là quan tâm những giải đấu trường lớn để đưa team đi đánh, tham gia các hội thi cùng với anh em giao lưu phân tài với anh em. Mình cũng đã có chuẩn bị một hàng tiền đạo trẻ cho 2026 rồi, nhưng mà trước mắt phải những hàng tiền đạo cũ phải chăm thật kỹ. Tiêu biểu như bánh mì đang cần phải kỹ lưỡng, rất là sự kỹ lưỡng rất cao, vì năm tới mỗi năm một khắc nghiệt hơn em. Chăm mà chơi rồi cần sự làm gì anh em cũng rất cần đến chăm chim cho đạt. Ok anh em, mình san chim cho chim vào lòng nó tắm.